Rồi, chào anh em ha. Nay cửa hàng shop em về được một con Austin 038 Super nha anh em. Con này thì tay nhựa nha anh em, đời Super là tay nhựa nha. Tay trắng như ngọc trinh luôn anh em. Mà cái đời này nó cũng hơi lâu rồi, nó cũng phải chốc sơn rồi nha anh em. Đây, em bao anh em là liên lạc ok hết 100% nha anh em. Không có lỗi chỗ nào ha. Chỉ có một cái là nó hơi bị chốc sơn thôi, mặt tiền cũng chốc nhẹ nha, mặt tiền này cũng 8 nút nha. Mà 038 thì anh em cũng biết là nó bao nhiêu năm rồi ha. Nên là con này là khá là đẹp rồi nha anh em. Rồi chỗ này nó có bể miếng chỗ này nha anh em, bể tán nhiệt chỗ này miếng nha. Tí nị chỗ này ha. Mà anh em biết con máy đẹp hay xấu là nhìn cái tay này nè. Tay này mà nó chạy nhiều là nó vàng khè lên luôn. Con này còn rất là đẹp nha. Lam này khoảng 7 tấc nha anh em. Lam Latin nha. Sên còn khoảng 60% rồi anh em. Lam Latin ha. Rồi, để em nhờ em nổ máy lên cho anh em nghe tiếng máy ha. Con này em đã mở cái bô kia cho anh em xem bít tông rồi ha. Bít tông là còn căng ngang đủ hết nha anh em. Rồi nổ lên đi thầy. Rồi con này em bao anh em là zin 100% zin từ con ốc hết nha anh em. Nhật bãi về ha. Em chỉ lấy dầu rửa ra với lấy xà bông rửa ra sơ thôi anh em. Rồi anh em nào cần thì liên hệ ha. Con 038 này nè, em bán luôn cái lam này với xích này là em bán là 7.8 triệu nha anh em. 7.8 triệu anh em nào cần thì liên hệ em nha. Bao nòng bít tông tất cả đều đồ trên máy đều zin toàn bộ hết. Máy không lỗi lầm nha anh em.